Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị ba người kết nối đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đạo diễn Quốc Thường. Xin được giới thiệu ngồi phía khu vực đối diện, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và cô gái xinh đẹp MC Lưu Hà Trinh. Bên kia người ta phối hợp đồ nhau ăn khớp quá, có hai anh em mình phối hợp đồ nhau không có vô cái tông nào. Không phải tại vì anh biết là anh sẽ ngồi khu vực này, tại tuần trước là cũng đã ngồi đây rồi. Cho nên anh cũng đã tính trước và cái áo của anh nó phù hợp với cái background sao. Chỉ có người ngồi ở đây hoài nhưng mà không biết phối màu với nhau cho nên nó bị lạc. Rồi mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem clip để biết về hành trình của nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Hey, chào anh. Dạ, chào anh. Dạ, và anh tên gì ạ? Hiroko. Hiroko. Ôi, chuẩn bị nó tiếng Việt hả? Biết một chút thôi ạ. Toàn bộ cái nhà này là mình làm, toàn bộ tác phẩm là mình thực hiện. Anh dựng luôn nguyên nhà này luôn nha. Vâng. Phải không? 100%. Wow. Dữ hả? Hai vợ chồng anh Lại đang đi dạo hẹn hò dọc theo con kinh. Dường như họ đã không hẹn hò 10 năm kể từ khi có con. Đã lâu lắm rồi, họ vừa nắm chặt tay nhau vừa hẹn hò. Không biết họ đang nói chuyện gì nhỉ? Hai vợ chồng, sao rồi? Hồi nãy giờ em vừa mới đi một vòng kênh đào này. Vâng. Hai người thấy sao? Nhớ lại thế thôi. Nhớ là cái cảm giác mà lần đầu tiên gặp nhau ở Đại học Huế đúng không? Mấy cái phố cổ rồi cái kiến trúc cổ này là vừa nói chuyện với anh Lại nó nhớ lại cái căn đào này là cái đặc điểm của nó là được xây dựng song song với bờ biển và được xây dựng vào năm 1923. Có lịch sử lâu như vậy là 90 mấy năm rồi. Vâng. 90 mấy năm rồi. Vâng. Hồi đó thành phố Tà Rừng này nó rất là nhiều tàu. Cái nơi có cái bề dày văn hóa. Không. Bữa nay đã nói là không nhắc cái nào, không nói về công việc mà. Thôi, tôi là phải nguy rồi. Anh đi nghỉ một chút. Ba anh em mình phải làm một tấm liên nghe. Anh Lại. Tiếp theo, họ cùng đến một cửa hàng rất đặc biệt có tên Otaru Yuponte. Wow! Ôi! Dạ, đẹp của chị Shiroko. Màu dễ thương. Dễ thương quá. Vâng. Anh có muốn làm cái này không? Muốn làm gì? Anh tự làm cái ly của anh riêng. Ồ, tự làm được hả? Vâng, vâng, ở đây có xưởng nữa để mình tự có được kinh nghiệm làm. À, tức là cái như là mình tự đích thân mình làm thủy tinh luôn. Vâng. Trời. Wow, tuyệt vời nha. Chào. Thế là, mà đầu tiên, cái gì sẽ làm? Quyết định. Nhưng mà mình muốn làm hai cái này kết hợp lại với nhau. Còn tức là cái ly này nhưng mà có cái quai. Dạ, ok. Chắc mình chọn cái này. Ê, màu đẹp. Sao hả? Ồ, chị Hiroko chỉ thích màu xanh. Vâng. Phải tập trung. Người kết nối đã rất háo hức để trải nghiệm việc tự mình làm một sản phẩm thủy tinh. Nóng nguy hiểm lắm, mình đừng công nghiệp. Đúng rồi. Hay chưa? Xoay xoay tay trái. Không bị dính nhỉ? À, rồi, rất đẹp. Ok.
Anh lại cũng đã tự làm một chiếc ly màu xanh để tặng vợ mình. Mấy xíu nổ rồi. Nghe đúng. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Không cần để ý đâu. Không để tay nhé. Trời. Đó. Cắm kỳ vậy. Anh là người làm nghệ thuật cho nên cái thao tác tay của anh nó khéo léo, nó uyển chuyển và nó tinh tế. Trong khi cũng có một cái người trước đó họ cũng thử nhưng mà họ làm nghệ thuật luôn. Cái người đó là làm nghệ thuật luôn. Tôi nắng cái ly cũng đẹp lắm chứ bộ. Trời ơi cái ly đẹp lắm em à. Thấy là tàn ông kia nắng không mà chị? Không đúng tôi không? Nắng, tôi nắng. Thôi anh kệ, nắng hả? Thôi chị em đôi. Khang kệ đi. Trời. Nhường một bước cho người ta tự sung sướng đi. Trời, trời công nhận ly, công nhận cái ly của ông đẹp ghê hồn. Đẹp quá, đẹp luôn. Nhưng mà hay ở cái chỗ là vừa giới thiệu được một cái nét văn hóa của Nhật Bản nhưng mà cũng vừa một phần thể hiện một cái món quà để anh ấy tặng cho vợ nữa của mình. Thế là cái sự rất là tinh tế. Em có thấy rằng là cái ly của anh lại làm đó là cái màu xanh dương. Dạ. Đó, cái màu xanh dương. Thật ra đó bề ngoài á có thể là anh khô khan, ảnh ngại cái chuyện là ảnh thể hiện cái tình cảm với chị. Dạ. Nhưng mà anh hỏi em làm sao mà không có được cái sự lãng mạn ở bên trong chứ? Vào cuối ngày, họ cùng dạo bộ ở khu vực gần bến cảng. Ngồi đây luôn. Ngồi đây một chút xíu. Thất Long thì cái cảm xúc của chị lúc này là như thế nào? Dạ, thoải mái. Có nhiều thứ mà em đã không nói chuyện với anh lại. Kể 15 năm nay. Hồi trước thì là hay đi chơi, hay còn nói chuyện với nhau. Quên đi cái đó rồi. Để bây giờ hôm nay nhớ ra. Hôm nay tự nhiên nó quay trở lại. Đúng chưa? Nghĩ là thỉnh thoảng một tuần một lần chẳng hạn. Hoặc một tháng một lần. Không được thì hai. Bữa là anh nói là hồi nãy. Lúc hồi sáng nay lúc mà ở trên vườn đào thì anh có nói là 3 tháng một lần. 4 tháng một lần. Nhưng mà bây giờ là chắc có lẽ là một tháng một lần đúng không? Rất là vui. Và người kết nối đã tiết lộ một bí mật của ngày hôm trước. Không có chị ấy. Trong này nó có giấy, bút. Anh nên thể hiện tình cảm của mình vào trong cái tờ giấy này. Chị nên viết vào trong này. Vâng, nghe. Vâng. Ok chị. Rồi okay. Nhớ viết xong đưa cho em hay chưa? Vâng. Nghe. Hiroko. Hãy cùng nghe họ chia sẻ những gì cho nhau. Cái con este Yugonen tattane. Tattane. Musoko mo 3 nin ite. Tottemo urashii ne. Hai. Kaachan no shigoto mo taihen dakedo. Ganbatte kudasai. Hai. Tochan no shigoto mo isogashii dakedo. Ganbarimasu. Hai. Itsuka yasumi toki ni 一緒に 喫茶店 コーヒー 飲もう行こう ね いつか 家族 みんなで また ベトナムに 行こうね 行こうね 奥の井 と 場の井 に 会いたい です。 母ちゃん 大好きよ ありがとう ひろこも 手紙を書いたので 読みます Em viết bằng tiếng Việt luôn. Ồ thế ạ? Từ khi quen anh, em không bao giờ đoán đến tương lai. Lúc nào cũng có sự việc bất ngờ. Không bao giờ theo kế hoạch. Thích thì theo đó, nghĩ ra thì làm luôn. Nhớ ra lúc nào làm đấy. Ở đó. Em không bao giờ biết ngày mai thế nào. Cái gì sẽ xảy ra. Cuộc sống với anh là vậy. Nhưng thực ra cuộc sống như thế bắt đầu từ khi bố em mất. Em đã có ý định ở nhà với Mò Thuật với ông bà nội. Nhưng vì em vội vàng phải về Nhật để dự lễ tang của bố. Sau ngày đám cưới em không về nhà bố mẹ bao giờ cả. Chỉ có thăm mấy ngày thôi. Thế mà anh vẫn chấp nhận
còn bố mẹ anh cũng hiểu và ủng hộ cho em. Em thật sự tôn trọng anh, không có mối quan hệ thầy cô, bạn bè, bà con nào cả. Anh đã say mê nghệ thuật với tinh thần rất nghiêm túc. Nên mẹ của em và còn em tin anh là sẽ thành đạt. Cảm ơn anh từ đáy lòng. Vì có được cuộc sống sôi nổi và vui vẻ như bây giờ, từ bây giờ em không bao giờ sẽ đoán đến tương lai đâu. Mong được sự bất ngờ mà. Không bao giờ theo kế hoạch như em đã biết rồi. Vì thế mà khi nào cũng vui. Hết. Như chị Hiroko nói rằng là vui tươi, vâng, hạnh phúc và cái nụ cười em hạnh ơn phúc viên mãn như thế này. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Đúng là anh thì là một người rất giàu về sức sáng tạo nghệ thuật, nhưng lại là một người ít cái biểu lộ cái cảm xúc. Nên ngay khi viết thư thì những dòng chữ của anh nó cũng chỉ là những cái lời động viên nhau cùng cố gắng. Nhưng mà chị lại là người khác, sống thiên về nội tâm nhiều hơn. Cho nên là những cái lá thư, những cái lời mà chị viết á, nó ngoài chuyện là chị cố gắng viết bằng cái tiếng Việt, thì bên cạnh đó Nguyên Khang lại thấy được nó đong đầy cái tình cảm. Khi mà chị viết một cái câu mà mình suy nghĩ rất là nhiều, đó là khi mà em gặp anh thì em là một người không có suy nghĩ gì về tương lai nữa. Và Nguyễn Khang thấy rõ ràng là anh là một người có sức ảnh hưởng rất là lớn trong cái cuộc đời của chị. À, Thường cứ thắc mắc, tại sao tôi cứ thấy ông này, ông cứ cười hoài. Chào bây giờ, thấy chắc có lẽ là trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ anh buồn anh lại. Thì anh có nói tôi một câu, anh nói những cái tháng ngày buồn nó đã qua đi rồi. Bây giờ cứ cười giống như là ngày hôm nay là ngày kết thúc. Mà cuộc sống này thì dĩ nhiên cái câu này nó không xa lạ, nó không gì so với mình cả, mình biết rồi. Nhưng mà đối với anh nói là cứ vô tư mà sống. Có nghĩa là có những cái cứ nghĩ trong đầu là làm liền, không đợi đến ngày mai và không cần phải hoạch định tương lai một cái gì cả. Nhưng mà cảm nhận của tôi lại khác. Tôi cảm nhận anh lại không phải là người không sâu sắc. Có những lúc tôi cảm nhận là anh ấy rất là cô đơn. Tại vì ảnh là anh viết bằng tiếng Nhật. Trong đó nó có một cái câu là: em ơi, nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ về thăm ông nội bà nội nhé. Anh rất nhớ. Mà khi anh đọc đến cái điều đó thì cái đôi mắt của ảnh nó rất là buồn. Cái đó là cái mà tôi cảm nhận là một cái nỗi đau đớn ở trong lòng ảnh, là ảnh phải đứng cửa giữa. Một bên là gia đình nhỏ của mình, một bên là đại gia đình lớn. Ảnh đang nghĩ về tương lai của các con ảnh. Chính xác, và ảnh giấu cái điều đó. Đúng vậy, có nghĩa là ảnh lúc nào cũng vậy, cũng không bao giờ cái thể hiện cái tình cảm và thậm chí là cái con người thật của ảnh cả. Chúc cho anh và chị Hiroko cũng giống như là ba bạn cu nhỏ. Chúng ta hãy thật nhiều niềm vui, lúc nào cũng mạnh khỏe và mau chóng về thăm ông bà. Và hy vọng rằng là trong chuyến về thăm sắp tới, Thuận sẽ có dịp gặp lại các bạn và nhất là anh lại cùng chị Hiroko. Thưa quý vị, bây giờ đây thì có lẽ là nhân vật của chúng ta cũng đã khép lại cái hành trình của mình rồi. Nhưng mà thời lượng phát sóng cũng vẫn còn. Cho nên ngay bây giờ Nguyễn Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật tiếp theo. Và lần này thì là một cái nhân vật mà chị Hồng Vân có nói với Nguyên Khang là vui lắm em, dễ thương lắm. Cho nên là em xin mạn phép em di dời anh qua phía bên kia và em di giá chị qua bên đây. Hai vợ chồng này hiện có điều gì đặc biệt chị có thể chia sẻ với mọi người được không? Đây là một cặp vợ chồng mà cái chuyến đi vừa rồi là ấn tượng nhất với Vân. Là bởi vì họ rất là đặc biệt. Thứ nhất là họ đã ở với nhau là mười mấy năm rồi. Cái gia đình của họ đó là một cái gia đình mà giữ gìn cái bản sắc và cái truyền thống của người Nhật Bản rất là kỹ. Giờ đây thì chúng tôi mời quý vị không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi này nha. Tỉnh Shizuoka là một tỉnh nằm ở vùng Chubu trên đảo Honshu. Trung tâm hành chính là thành phố Shizuoka. Thiên nhiên nơi đây rất phong phú. Đặc biệt tỉnh Shizuoka nổi tiếng với núi Phú Sĩ với chiều cao 3.776m. Tùy theo thời tiết từng mùa sẽ có những cảnh sắc khác nhau. Năm 2013, UNESCO công nhận núi Phú Sĩ là di sản văn hóa thế giới. Lượng khách du lịch đến đây tham quan mỗi năm càng tăng.
Chào mọi người, bây giờ Vân đang có mặt ở Shizuoka. Đây là một thành phố mà nếu mà nói về những cái khu vui chơi giải trí thì không có nhiều, nhưng mà nó có rất nhiều về cái giá trị lịch sử. Đây nè, đây là lâu đài Shinbu. Nó gọi là cái công viên lâu đài cổ. Cái phong cảnh ở đây rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Chút xíu nữa đây thì chúng ta sẽ đến thăm gia đình chị Hà. Chị Hà là người Việt Nam, lấy chồng là người Nhật. Họ đã lấy nhau là 10 năm nay rồi. Đây chính là nhà của hai vợ chồng chị Hà. Hello. À, chào. Hà, rồi chào Hà. Đang làm gì vậy? Dạ, em sao tưới nước. À, đang tưới cây hả? Hôm nay hơi nóng đúng không? Dạ, nóng, trời nóng. Chị Nguyễn Thị Hải Hà, 43 tuổi, đã đến Nhật được 20 năm. Cái nhà này nó đúng như là trong mấy cái phim mà chị hay xem á. Nhật á, là những cái nhà nó như vậy nè. Nhà này hả, xây là cũng được 76 năm rồi chị. Wow, gần trăm năm luôn. Nhà của chị Hà là nhà kiểu Nhật và bây giờ còn rất ít. Hi. Xin chào. Chào anh. anh có hiểu tiếng Việt nhiều không? Dạ. Một chút. Một chút hả? À, anh là anh tên của anh á, có thể gọi anh như thế nào? Nguyễn. Nguyễn, họ Nguyễn. Ô, oh, họ Nguyễn. So Su Sen. Chị Hồng Vân á, chị Hồng Vân có kêu anh là Su Chàng. Su Chàng. À, Su Chàng. You're handsome and phong cách stylish đó. Xin chào chị. Cảm ơn chị. Yeah. Anh Siêu Xê thật ấn tượng với cá tính đặc biệt. Hiện đang là giám đốc của một công ty đặt hàng qua mạng. Bây giờ anh của anh giống ba của anh lắm luôn. Chỉ khác có cái tóc thôi. Ba đứa ngủ chung luôn hả? Chị học lên từ hai gia giường hai tầng đó chị. Đứa ngủ trên, đứa ngủ dưới. Là hai, hai đứa trai. Dạ, hai đứa trai với lại đứa con gái. Em rất là sợ người lạ. Và tiếp theo là đến nhà bếp. Nhiều đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Cái này là tụi em làm hết. Wow, vậy dạ, đó hả? Dạ. Giỏi quá vậy. Cái này cũng tự đóng luôn hết á. Tự làm hết á. Su Chen, vợ anh giỏi quá hả? Tổng đồ 1人でいろんなところをいろいろと工夫して. Anh có hài lòng không? Anh có thích điều đó không? Điều nghệ sĩ Hồng Vân để ý nãy giờ là con mưa min ở khắp mọi nơi. Đây là gì vậy nhỉ? Rồi cái em cũng bị ảnh hưởng bởi sự chàng đó, em thích luôn. Mưa min xong rồi em bắt đầu em giống là collection. Em sưu tầm em đúng không? Tầm. Cái này là kỷ niệm của hai đứa. Lần đầu tiên là em tặng cho anh và tặng. Thật ra là nhờ vào món quà này mà bắt đầu tình yêu của hai người. Cho dù ngoại hình khá lạ lùng, nhưng chị Hà vẫn... Đó, em có bắt chuyện nói chuyện với ảnh. Thì em thấy cái này, cái bề ngoài thì rất là đặc biệt, nhưng mà nhìn rất là buồn. Và buồn nhất là đôi mắt. Đôi mắt luôn là cũng buồn đó. Cái rồi hỏi chuyện. Thì mới biết là ảnh sống chung với mẹ đó. Rồi nói chung ảnh lo lắng. Anh lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ đó. Cái anh này á, có cảm giác anh rất là mềm yếu và rồi một con người rất mong manh dễ vỡ đó. Mong manh dễ vỡ và rất là hiền. Thương mẹ. Cái ấn tượng đó. Thương mẹ. Là, tại vì á, tại em nói chung là quan niệm của người Việt mình á, là rất là coi trọng gia đình. Đúng rồi, hiếu thảo đó. Dạ. Dạ, những người. Nói như em nói, nên những người con trai nào mà thương và quan tâm với mẹ á, mình sẽ rất yên tâm. Mình sẽ rất yên tâm nếu mà gọi là trao thân gửi phận. Đó, xong rồi đây em mới đó ngay cái dịp mà lễ Moomin đó. À. Cái này em mới mua cái đó để tặng cho anh. Anh Xuân Trần, lúc mà anh nhận được cái Moomin đó, cái quà tặng đó, anh nghĩ thế nào? Moomin の話を
まあその頃多分いっぱいしてたと思うんですけど、だからまあもらって、いや嬉しかったです。またでも突然だったんでびっくりしましたけど。Đối với anh Siêu Xê, anh trân trọng tình cảm giữa hai người. Và kết quả, sau 2 năm hẹn hò, họ đã quyết định kết hôn. Ok đi. Con mới đi học về. Đi học về. Giỏi quá. Ồ, con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Con học lớp mấy rồi? Lớp 1. Ồ, giỏi quá. Trời, dễ thương quá. Dễ thương quá. Ba bạn nhỏ của chúng ta mỗi người một tính cách khác nhau và chào đón của Hồng Vân theo ba cách khác nhau. Bé đầu tiên thì khóc ré lên. Bé thứ hai thì có vẻ hơi ngượng ngùng, còn bé thứ ba thì lại rất là chủ động. Đúng rồi. Về câu chuyện của hai vợ chồng đi thì Hà Trinh thấy cặp đôi này như thế nào? Em thấy nha, từ cái ngoại hình lình họ đó rất là hợp với nhau rồi. Họ đều rất là đặc biệt, rất là phóng khoáng và họ tôn trọng cái sở thích cá nhân của nhau, họ không có phán xét nhau. Và đặc biệt là chị vợ thì ngay lần đầu tiên gặp ảnh là chị đã quan tâm đến chuyện gì đằng sau cái ngoại hình đó, điều gì đã khiến cho ảnh buồn như vậy, rất là tình cảm. Ôi, cái chuyện tình của hai người này ngộ lắm. Mình quá hay, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem tiếp cái đoạn clip để xem coi là gia đình này còn nhiều điều thú vị gì nữa. Để tìm hiểu về cặp đôi này, nghệ sĩ Hồng Vân và vợ chồng chị Hà đã đi đến một nơi trong thành phố Shizuoka. Nơi này á, em và là sao? Gặp nhau. À, như vậy là cái cửa hàng này em đã làm cách đây 15 năm. Thời học sinh, chị Hà từng làm việc bán thời gian tại Nhật Bản. Ừ, hồi đó là ngày nào anh cũng vô đây hết à? Lúc đó em ngồi đâu? Là em đứng ở đó, còn anh đi mua cái gì? Tôi suy chẳng giúp cục tử nè. Cái bia nào là anh uống đâu anh? Bia. 15 năm rồi mà bây giờ trở lại đây mọi thứ nó có thay đổi nhiều không em? Hay là cũng y như vậy? Nói chung là thay đổi nhiều, đúng rồi chị? Cái chỗ quầy bán cũng vậy, cái sắp xếp đó, cái sắp xếp cũng có thay đổi rất là nhiều. Tên chỗ ấy. Được nói chuyện với cả quản lý cửa hàng lúc đó. Sau khi tìm hiểu về nguồn gốc kết hôn, chúng ta cùng tìm hiểu xem họ hẹn hò như thế nào nhé. Đường Aoba Oden là một khu phong cách về ẩm thực và nhiều quán trụ từ những năm 1960. Ở Shizuoka Oden, sau giờ làm việc thì nơi đây rất thu hút khách văn phòng cũng như khách du lịch. Nghe nói anh Siêu Xê hay đi ăn một mình ở đây. Đây chính là Oden Shizuoka, món ăn đặc trưng Nhật Bản gồm các thành phần khác nhau với nước tương dựa dashi. Tại Shizuoka, việc ăn theo từng xiên là một nét đặc trưng. Yo.
Rồi. Đầu tiên, ba người dùng món Black Hanken. Hương vị của món khoai như thế nào đây? Cái vị này rất là lạ, nó không có giống như muối tiêu của mình, nhưng mà nó gần như là một cái sự thay thế cho muối tiêu á. Mà ăn nó rất là ngon, nó cái vị nó ngọt ngọt, nó đậm đà. Anh Su Trần, tại sao anh lại thích ăn những cái món ăn này? もともと静岡の名物ということもありますし、あとその今食べてないですけど、こんにゃくとか低カロリーで美味しいんですよね。 こんにゃくとか大根とか、それがすごく好きです。 Vậy là nếu mà vẫn có đến Nhật và sẽ thường xuyên đến đây. Món này là calori cao nhưng mà chỉ có cái con nhắc cư này nè. Là hầu như là calori là đó. Cái đó ngon lắm. Cái này là nó là hộp dịch lộn à? À có hộp dịch kìa. Củ á, củ không biết củ gì luôn. Nhưng mà nó gọi là cái củ con nhắc cư vậy đó. Ai nó ăn giống như rau câu vậy đó. Đúng rồi. Yeah, oishii. Anh Chú Trần, lý do gì á mà anh lại đổi họ thành họ? そうですね。結婚するときに、 日本の戸籍法ではどちらかの名字にします。まあ実は国際結婚では変えなくてもいいという決まりがあるんですけど、両方とも別々でもいいんですけど、まあやはりその日本人の感覚ではどちらかにした方がいいなと思ったんですね。一般的には日本だと9割方男性の名字を使うんですけど、そのベトナムにもっと関わっていきたいから。ということで変えました。それに変えた方がきっといろいろ苦労するだろうから、まあできない体験ができていいなと思った。Và điều mà nghệ sĩ Hồng Vân quan tâm nhất là mỗi ngày anh có ôm Hà rồi có hôn vào má Hà không? Chúc mừng sinh nhật cả mấy chị, sinh nhật cả đấy nhỉ? Sáng sáng ngủ dậy là ví dụ như em ở em đang ở bếp đó, chuẩn bị ăn sáng á, là anh ngủ dậy á, anh hay xuống bếp xong ở đằng sau á, anh ôm đang chết xong đựng vô vai hả. Anh Siêu Xê cũng có điểm này ư? Bác thấy hai vợ chồng có xứng đôi không? Nhạt thì đi Lại một lần nữa, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã giết chết ba người còn lại với những món ăn đường phố không mong muốn của chúng tôi. Một trong những cái đặc sản của Nhật mà gọi là hàng quán lòng lề đường đó. Trời ơi, nó ngon tàn đã gì đâu mà nhất là mấy cái món này. Mấy cái món mình không có, ví dụ như cái loại củ gì mà ăn nó sực mà nó làm rau câu khoai gì đó. Hỏi cái chi tiết này nè, giống như là thường là phụ nữ mà lấy chồng thì là phải thay họ của mình theo họ chồng. Vậy thì cái vấn đề mà cái chuyện mà ảnh quyết định đổi thay đổi họ của ảnh qua cái họ Nguyễn của chị đó. Đó, chị cũng thắc mắc tại vì vậy nè. Chắc phải là yêu quá. Đàn ông Nhật Bản á là gọi là gần như là hơi bị gia trưởng. Tức là họ không bao giờ có ý định là gọi là chuyển cái họ của họ đi theo bất cứ một họ nào hết. Thậm đó là cái người dân Nhật Bản họ còn có một cái này nữa nè, cái tự hào dân tộc của họ khủng khiếp. Bạn mà đến đất nước Nhật Bản á, thì bạn sẽ thấy là người ta không sử dụng tiếng Anh. Tức là cái tự hào của người ta rất kinh khủng. Chính vì vậy mà cái việc mà anh này anh đổi họ theo vợ là một cái tình yêu khủng khiếp của anh dành cho chị Hà, đồng nghĩa với việc biết ơn nữa. Và Vân có hỏi là ví dụ như bây giờ một trong những đứa con của anh nó đòi về Việt Nam làm việc thì ý anh như thế nào á, thì anh hoàn toàn đồng ý. Anh nói là tuyệt vời, tức là cái điều đó đối với anh là tuyệt vời. Tức là yêu vợ, yêu luôn quê hương vợ mình. Như vậy chính ra một người đàn ông mà nhìn vẻ ngoài có vẻ khó đoán như anh lại là
một cái sự bất ngờ. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón cuộc đi chơi tiếp theo của cả hai sẽ được phát sóng vào tập tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình Người Kết Nối của chúng tôi cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên gửi cho chúng tôi những cái lá thư góp ý của quý vị theo địa chỉ nguoikếtnoi@mcv.com.vn. Và đừng quên giờ phát sóng của chương trình Người Kết Nối vào lúc 22:45 được phát sóng hàng tuần vào thứ tư trên kênh HTV7. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thiệt luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời á, được ăn cái món mì lạc. Ấy, đập, nữa, cái nữa, cái nữa, cái nữa. Ăn được miếng dưa cực khổ quá.